Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin cập nhật của VTC Now. Sau đây là những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa ghi nhận được. Tối ngày 24 tháng 5, Bixi Thăng Long bất ngờ đóng cửa sớm khiến nhiều người dân băn khoăn. Theo Ủy ban Nhân dân phường Trung Hòa cho biết, phường đã cử cán bộ xuống làm việc, phối hợp với phía trung tâm thương mại Bixi để trích xuất camera do trước đó có một F0 đến đây mua hàng. Theo ghi nhận, cũng trong tối ngày 24 tháng 5, lực lượng chức năng đã có mặt tại khu vực Bixi Thăng Long để thực hiện công tác phun khử khuẩn. Theo Giám đốc Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy, sẽ không có chuyện phong tỏa siêu thị Bixi Thăng Long mà chỉ tạm dừng hoạt động, phun khử khuẩn, trích xuất camera để tiến hành truy vết thần tốc. Được biết, bệnh nhân dương tính với COVID-19 đã đến Bixi Thăng Long là TTD, sinh năm 1990, trú tại chung cư Galaxia Riverside, tổ 20, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân làm việc tại công ty cổ phần tập đoàn TNT, số 2A Phạm Sư Mệnh, Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm. Theo điều tra dịch tễ, chiều ngày 22 tháng 5 năm 2021, ca F0 này đi Bixi Thăng Long từ 15 giờ đến 17 giờ 30, sau đó về nhà. Đây là trường hợp làm cùng tầng với bệnh nhân DBL, là bệnh nhân 5234, địa chỉ tại Park 11, Tham City. Tiếp tục bản tin sẽ là một số thông tin nổi bật đáng chú ý khác. Bản tin sáng ngày 25 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 57 ca mắc COVID-19 trong nước. Riêng Bắc Giang đã 45 ca, Bắc Ninh 2 ca, Hà Nội 4 ca, Lạng Sơn 4 ca và Hà Nam 2 ca. Việt Nam hiện có 5.461 bệnh nhân. Cụ thể, tính từ 18 giờ ngày 24 tháng 5 đến 6 giờ ngày 25 tháng 5, có 57 ca mắc mới, từ bệnh nhân số 5.405 đến bệnh nhân 5.461, trong đó 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 57 ca ghi nhận trong nước. Tính đến 6 giờ ngày 25 tháng 5, Việt Nam có tổng cộng 3.975 ca ghi nhận trong nước và 1.486 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 2.405 ca. Trong đó có 6 tỉnh Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam đã qua 14 ngày không ghi nhận các trường hợp mắc mới. Tới thời điểm hiện tại, cả nước có số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 70, lần 2 là 41 và lần 3 là 69 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 165.935, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 5.307, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 35.896, cách ly tại nhà và nơi lưu trú 124.732. Đây là điểm chốt được Thanh tra Giao thông Hà Nội lập từ ngày 15 tháng 5 tại cửa ngõ thủ đô, hướng các xe từ các tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình. Kiểm tra các chuyến xe khách với thông tin di chuyển và sức khỏe của hành khách được các tài xế nhận định là cần thiết và không gây phiền toái. Các anh cũng kiểm soát chặt chẽ và cũng luôn kiểm tra trên xe để phòng chống dịch, để phát hiện những trường hợp là có hiện tượng ho, sốt hay là có dịch tễ thì các anh còn can thiệp kịp thời ạ. Ngoài 9 điểm chốt ở các địa điểm giáp danh các tỉnh, ngành giao thông còn lập thêm 36 điểm kiểm tra các xe đưa đón công nhân của công ty Samsung và tại 6 bến xe nơi có số lượng hành khách ngoại tỉnh đông đúc. Việc làm này được thực hiện với mục tiêu tăng cường tuyên truyền để lái xe và hành khách nâng cao nhận thức về phòng chống dịch COVID-19. Chúng ta kiểm tra, giám sát và đôn đốc và đồng thời cũng là yêu cầu đối với cái đội ngũ lái phụ xe cũng như các cái đơn vị doanh nghiệp hoạt động vận tải hành khách, góp phần là phòng ngừa được rất là cái nguy cơ để lây lan dịch bệnh. Còn đây là điểm chốt ở đầu cầu Đò Lo trên tỉnh lộ 16 ở xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, do chính quyền địa phương thành lập. Mỗi ngày nơi đây có hàng ngàn công nhân di chuyển sang Bắc Ninh và Bắc Giang để làm việc tại các khu công nghiệp. Trong một ngày chúng tôi phân công làm 3 ca, là chúng tôi bố trí từ 9 đến 13 nhân lực. Nhiệm vụ của các thành viên trong tổ trực chốt là đảm bảo đo thân nhiệt, phun khử khuẩn và hướng dẫn khai báo y tế. Là huyện tiếp giáp trực tiếp với 4 tỉnh, trong đó có 2 tỉnh đang là điểm nóng về COVID-19 là Bắc Ninh và Bắc Giang. Huyện Sóc Sơn đã lập 3 chốt giáp với huyện Yên Phong của Bắc Ninh và 3 chốt giáp với huyện Hiệp Hòa của Bắc Giang để tăng cường kiểm soát, tuyên truyền người dân phòng chống COVID-19. Những chốt này đi vào hoạt động từ ngày 18 tháng 5 với lực lượng liên ngành là công an, dân quân, y tế, thanh niên xung kích. Các cái chốt này hoạt động rất hiệu quả. Thứ nhất là
vẫn đảm bảo rằng không có cái sự ngăn sông cấm chợ, góp phần là đầu tiên là chúng tôi có thể sàng lọc những cái trường hợp mà nghi ngờ có các cái thân nhiệt cao chẳng hạn, và qua đó thì chúng tôi cũng nắm được các cái thông tin qua cái việc khai báo y tế, nắm được các cái thông tin về những cái người qua lại. Cán bộ trực chốt ngoài việc kiểm soát đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, còn tuyên truyền để người dân nếu không có việc cần thiết thì không đi qua vùng dịch. Thông qua các điểm chốt, nhiều người cũng hiểu được tính cấp bách của việc phòng chống dịch, từ đó có biện pháp phòng ngừa cho bản thân, gia đình và xã hội. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19, tính tới sáng ngày 24 tháng 5, Việt Nam đang điều trị cho 2.258 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 1.439 ca không có triệu chứng, chiếm 63,6%, và 667 bệnh nhân, chiếm 29,5% có triệu chứng lâm sàng nhẹ. Trong các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị thì 61 ca tiên lượng nặng, 69 ca phải thở oxy gọng kính, 7 người thở máy không xâm nhập và 20 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, ngày 21 tháng 4, tại buổi hội chẩn cho các bệnh nhân COVID-19 nặng, Phó giáo sư, tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, số lượng bệnh nhân COVID-19 nặng trong đợt dịch lần này tại nước ta tăng khá cao. Còn theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, tổ trưởng tổ hội chuẩn bệnh nhân nặng, nhiều bệnh nhân không mắc COVID-19 tình trạng bệnh tật đã rất nặng, tiên lượng tử vong cao. Nhiều bệnh nhân dù còn rất trẻ, không mắc tiền sử với các bệnh lý nền nhưng vẫn chuyển biến nặng, do đó việc điều trị đối với các bệnh nhân này thực sự là hành trình rất khó khăn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật của VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.